Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải Miền Đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình. Và giờ đây, tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận, chia sẻ về câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi vẫn nhất định cưới người con gái ấy làm vợ. Vợ tôi, một người phụ nữ đã hy sinh quá nhiều cho tôi. Tôi đang ở ngưỡng tuổi xấp xỉ 30, cái tuổi mà một người đàn ông đang dốc hết mình vào công việc để kiếm tiền và chuẩn bị một tương lai thật tốt cho vợ con sau này. Tôi cũng vậy, không hề ngoại lệ. Tôi hiện đã là phó phòng của một công ty xuất khẩu có thu nhập cao. Nhưng cái mục đích mà tôi đang cố gắng là lên đến chức trưởng phòng. Tôi muốn mình có địa vị xã hội, có lương cao thật sự và có thể tìm cho vợ tôi một công việc ưng ý nữa. Tôi lấy vợ cách đây hơn 3 năm. Thời gian mới cưới, tôi vẫn tranh thủ ở nhà với vợ. Nhưng rồi sau đó, vì công việc nên tôi đành để vợ ở nhà với bố mẹ chồng một mình. Tôi cũng biết vợ tôi vất vả khi không có chồng bên cạnh. Nhưng tôi đã một mực cho rằng vợ tôi sống với bố mẹ tôi không có gì để đáng lo cả. Bố mẹ tôi rất tốt tính. Chưa kể gia đình tôi lại còn khá giả. Dù là ở quê, những điều kiện cũng hơn người, nên chắc chắn rằng vợ ở nhà chẳng phải làm việc gì cả. Năm đầu tiên cưới, mỗi tháng tôi vẫn tranh thủ về với vợ một ngày. Mỗi lần tôi về là vợ lại rơm rớm nước mắt. Tôi đã nghĩ đấy là vì vợ vui mừng quá nên mới vậy. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được lý do đằng sau đó. Năm sau, vợ tôi sinh cho tôi một cậu con trai. Vợ sinh con vất vả, nhưng do công việc cần người nên tôi cũng chỉ ở lại với vợ được đến ngày thứ hai, là lại phải lên thành phố. Mỗi lần tôi gọi về hỏi mẹ có tốt với vợ không, mỗi lần như thế vợ đều ậm ừ rồi nói rằng mẹ tốt và lảng qua chuyện khác ngay lập tức. Là do tôi đã quá vô tâm nên không hề để ý đến cảm giác của vợ, càng không biết vợ đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức trong suốt quãng thời gian đã phải ở cùng với bố mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ mãi về ngày hôm đó. Vì công việc được nghỉ sớm nên tôi tranh thủ về nhà thăm gia đình, thăm vợ, thăm con. Nhưng lần này tôi không hề báo trước mà cứ nghĩ là bắt xe về. Nhưng rồi vừa bước vào đến cổng, tôi đã nghe được tiếng la hét của mẹ. Mẹ mắng chửi vợ tôi đủ các câu, nói thầm tệ. Tôi nghe rõ đến từng câu một. Khi ấy vợ tôi còn đang bận lau nhà thì con trai tôi tỉnh ngủ và quấy khóc. Cũng chính vì thế mà mẹ đã mắng chửi vợ tôi. Mẹ đay nghiến vợ tôi rằng: "Cái đồ quê mùa, nhà nghèo được vào nhà này ăn sung mặc sướng mà còn không biết đường mà hưởng nữa ấy hả? Con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi." "Cô cũng biết cô sai à? Mỗi cái việc dọn dẹp nhà cửa thôi mà cũng không xong. Con đẻ ra để nó khóc như thế thì đẻ ra làm gì?" Tôi còn bàng hoàng hơn khi mẹ cầm luôn chậu nước lau nhà mà vợ tôi đang lau ấy đổ dốc thẳng từ đỉnh đầu vợ tôi xuống rồi bỏ về phòng. Vợ tôi ngồi lại đó chỉ biết khóc. Tiếng khóc của con nhỏ và tiếng khóc của vợ nặng trĩu đến não nề. Tôi đã mở nửa cánh cửa để xông vào bênh vực vợ. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu tôi làm căng ngay lúc này, có lẽ mẹ sẽ càng tệ với vợ tôi hơn. Bố tôi là đàn ông nhưng tính tình lại hiền lành, nên mẹ tôi là người giữ quyền hành nhiều nhất trong gia đình. Tôi tin bố cũng có bênh vợ tôi, nhưng chắc chắn chẳng thể thấm vào đâu so với cái tính bảo thủ mà mẹ đang giữ dội. Tôi lặng lẽ bỏ đi, bắt chuyến xe cuối cùng về thành phố và bắt đầu suy nghĩ cách. Lên đến thủ đô, tôi bắt đầu tìm một công việc cho vợ, vì khi ấy con trai tôi cũng sắp gửi nhà trẻ được rồi.
Tôi cần một tuần thu xếp ổn thỏa mọi việc để đón vợ mình lên thành phố sống chung. Đúng một tuần sau tôi quay trở lại, có báo trước. Mẹ tôi lại ỉ ôi khi tôi về nhà, còn vợ tôi chỉ nhìn tôi chứ không dám nói gì. Tôi hiểu vợ, vợ đang dè chừng mẹ chồng của mình, chứ tôi biết cô ấy nhớ tôi và cần tôi đến như thế nào. Tôi im lặng và muốn giữ cái gia đình này hòa thuận. Dù gì thì đó cũng là mẹ của tôi, là người đã sinh ra tôi. Tôi không thể có lỗi với mẹ được. Hôm đó tôi đã bàn tính với cả nhà đưa mẹ con vợ lên sống cùng. Mẹ tôi cương quyết phản đối, nhưng rồi bằng sự quyết đoán và cứng rắn của mình với cả tôi, nói có tìm cho vợ một công việc để làm rồi, thì mẹ tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Vợ tôi thì khỏi nói, gương mặt cô ấy tươi tỉnh hẳn, dù không dám thể hiện nhiều trước mặt mẹ chồng. Đưa được vợ lên thành phố, ngay đêm đầu tiên ở trong căn phòng mới, đang ôm vợ ngủ, tôi bỗng giật mình bởi tiếng khóc nấc lên của vợ và những tiếng van xin. Mẹ à, con biết con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa, có được không? Con xin mẹ đấy. Tôi nhìn gương mặt ấy, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, giọt nước mắt từ khóe mắt của vợ rơi ra. Ngay cả trong mơ mà vợ tôi cũng phải chịu ám ảnh đến vậy. Tôi ôm vợ chặt hơn. 3 năm qua làm dâu nhà tôi, vợ tôi khổ quá, cô ấy đã gầy yếu đi nhiều quá. Càng ôm vợ, tôi càng cảm thấy mình có lỗi với cô ấy vô cùng. Tôi cần phải dành cả cuộc đời này để bù đắp cho mẹ con cô ấy, người phụ nữ đã hy sinh và nhẫn nhịn vì tôi quá nhiều. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện đầy nước mắt, đầy ngang trái, lẫn cay đắng mà người đàn ông đã chia sẻ về người vợ thương yêu của mình đã chịu nhận nhục mấy năm trời sống trong nhà chồng, nhất là đối với mẹ chồng. Bà vô cùng khắc nghiệt với cô con dâu. Nhưng người đàn ông trong câu chuyện này, anh ta xử sự rất là hợp tình hợp lý, để không mất đi cái phận làm con bất hiếu và người chồng, nên anh đã tìm ra cách đưa vợ con ra đi. Và một câu chuyện cho tôi cảm thấy vô cùng có cái hậu rất là mỹ mãn. Cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét cũng như chia sẻ, bình luận cho những câu chuyện như thế này. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.